Chị có nhớ biểu đồ thân lá không ạ? pilot. Dạ vâng, QQ Pilot đấy ạ. À? Vâng, chính xác đấy ạ. À? Đấy là Explore ạ. Nếu làm được, con đó có một cái biểu đồ kiểm chuẩn đúng không? Vâng. Tôi có cần phải làm lại nữa không ạ? Vì là trong trong bài thực hành ấy có một bài liên quan đến bạch cầu lớn hơn không ấy ạ, thì Vâng, trong cái sách đấy nó mình thực chỉ hiện lọc thôi ít lần. để tại vì mình hay có cái kiểu như thế này này. Ví dụ như tôi bảo là creatinine nhỏ hơn bằng 6,4 chẳng hạn. Vâng. Thế xong là ONAZ là số còn lại. Số còn lại thì nó sẽ nảy sinh vấn đề là nếu như bệnh nhân missing không có số liệu. Khi chúng ta chọn ONAZ thì kể cả những anh gì ạ? Anh không có số liệu nó cũng đẩy hết vào nhóm lớn. Đúng không ạ? Việc đó nó làm bị nhiễu. Chính vì vậy khi người ta phải lọc ra bạch cầu lớn hơn không để gì ạ? Loại bỏ những bệnh nhân làm sao người ta không làm xét nghiệm mà người ta không có số liệu. Chị có hình dung được không ạ? Vâng. Vâng. Thì lúc đấy chúng ta chỉ chọn ví dụ chúng ta lọc chẳng hạn. Lọc thì không nói làm gì rồi nhưng mà trong rất nhiều lệnh ví dụ record different chẳng hạn. Ở trong này nó có phần if, tôi đã từng nói với anh chị rất nhiều lần là gì ạ? Chỗ này giúp chúng ta nó giống y như trong phần lọc mà. Này chỉ cần bạch cầu lớn không và lúc đấy toàn bộ những cái mà của ta làm trong on and new value này này là nó sẽ chỉ làm việc với những bệnh nhân mà có giá trị hay là có kết quả bạch cầu lớn hơn không hay nói cách là có nhập giá trị bạch cầu vào. Vâng. Nên là trong các cái này chúng ta hoặc là chúng ta lọc trước đi data select case if condition is starfield này cho bạch cầu lớn không để chỉ làm việc với những bệnh nhân có số liệu thực sự. Bệnh nhân có nguy cơ. Thầy nhìn thấy màn hình của em không ạ? Tôi có nhìn đấy ạ. Anh nghe an tâm vào. Bài này vẫn câu hỏi thân chung của mình là gì ạ? Bệnh nhân nữ đúng không ạ? Có chỉ số HbA1c lớn bằng 7. Vâng. Thì có Em nghĩa thưa là ta thầy. phân loại HbA1c và phân loại gluco đúng không? Vâng, Tí em nữa thưa thì thầy. giới nữ sẽ rơi vào cái layout tức là phân tầng. Vâng. Cho thêm số 1 nữa đi ạ. Tôi sợ nhớ nó trùng. Thêm số 1 đằng sau nữa. Vâng. Rồi, trên. Trên, trên. Em trên rồi.
Sợ là trong bài nó có thì chúng ta cứ thêm số 1 hay số 2 đằng sau để cho biến nó đỡ trùng ấy nhé. Dạ vâng. Cái này có tân ba nhóm gluco cơ. Em định người ta chỉ cần hai nhóm thôi mà. Anh định làm bảng 22, anh định làm bảng 23. Đấy nên anh lưu ý chỗ này một chút. Em thấy có glucose có hai mốc là từ 6,4 đến 10. Xin lỗi anh nói to một chút, tôi nghe nó không rõ lắm. Em thấy là câu hỏi là đề bài ra là tỷ lệ glucose thì tỷ lệ bệnh nhân có chỉ số glucose từ 6,4 đến 10 ạ. Vâng. Thế coi như chia thành 3 nhóm đúng không ạ? Thế còn trên 10 nữa. Vâng. Thế có nghĩa là bảng 23 sẽ khác với bảng 22 đấy, nên anh lưu ý nhé. Vâng ạ. Em thưa thầy ạ. Vâng, anh cứ nói đi, tôi vẫn đang theo dõi mà. Đó, em thưa thầy
tỷ lệ bệnh nhân có chỉ số glucose từ 6,4 đến 10, trong đó bệnh nhân nữ giới có chỉ số HbA1c lớn hơn 7 là 26,9%. Vâng. Thế nếu như kết luận cái này thì ta có thể kết luận được cái gì không ạ? Câu hỏi thì người ta chỉ hỏi về liên quan phần tỷ lệ phần trăm thôi đúng không ạ? Nhưng nếu tôi muốn kết luận một chút ở chỗ này thì có thể nói được là gì? Ở chỗ này anh lưu ý một chút nhé. Câu đầu ấy là gluco lớn bằng 22 này. Nhưng cái câu B ấy, tỷ lệ bệnh nhân có chứa từ 6,4 đến 10. Nhưng vừa xong tôi nhớ tôi hỏi câu C cơ. Tỷ lệ chỉ số gluco, tôi hỏi câu C của phần 4 dưới 6,4. Tức là ở đây nó sẽ là 11 chiếm 16,4% đúng không? Thế nhưng mà nếu như rồi với câu, tất nhiên làm câu B thì làm câu C, tức là cái này làm một cái là được luôn cả ba câu. Vâng. Vâng. Rồi chính xác, cái này là cái làm ba câu. Nhưng mà khi đối với cả câu C ấy, thì lúc này nó chỉ còn dạng bảng 22 thôi. Vâng. Phân loại đúng không ạ? Một là dưới 6. Đúng là câu C chỉ còn dạng bảng 22 thôi. Vâng. Thế mà nếu như mà nếu còn dạng bảng 22 thì lúc này ta kết luận nó dễ hơn, bảng 23. Có hình dung ý tôi nói không ạ? Dạ vâng. Tại vì nó chỉ phân biệt giữa 6,4 và lớn hơn bằng 6,4 thôi đúng không? Lẽ em nghe nhầm thầy hỏi câu B ạ. Vâng, tôi hỏi câu C cơ. Vâng, còn anh thì đang làm câu B. Nhưng mà tất nhiên cái cách thức như này là được rồi. Vấn đề chính là chỗ này khi nếu ta ấy ta phải đưa vào giá trị P để kết luận thử, đúng không ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn anh Trung. Tức là như thế là tạm tạm rồi ạ. Vâng, anh ao ra để tôi hỏi thử người khác ạ. Vâng. Dạ vâng. Thầy cho em hỏi vậy. Dạ vâng, anh chị cứ hỏi đi ạ. À, thầy em hỏi về cái bài 4 mà lúc đấy thầy vừa hướng dẫn cho anh kia làm ấy. Em thấy bên em có cái trước cái bài đấy thầy có giảng là làm cái bảng mà dài xuống mà cộng cộng dô phần trăm ấy. Em làm thấy cái đó được không thầy? Cái tỷ lệ lớn hơn. Vâng. Cái đấy cũng có hay nhưng mà anh không làm được cái việc mà lọc ra nữ giới và chỉ có chỉ số HbA1c. Cái cộng dô đấy chỉ làm được duy nhất với việc gluco thôi ạ. Dạ vâng, mình làm gluco nhưng mà mình vẫn lọc từ đâu được mà thế? Mình lọc từ đâu xong mình làm cái bảng glucose kia. Anh lọc hai cái bước liền đúng không ạ? Dạ. Nghiên cứu bệnh vì nhân. Anh thấy hai hai cách đấy thì cái kết quả nó như nhau thế ạ? Dạ vâng, thì cũng được ạ. Tuy nhiên đối với những cái câu hỏi dạng như thế này ấy, khi người ta hỏi tỷ lệ thì thường tất nhiên đây là vì là tập nên là để cho các anh chị ngắn. Nhưng đi thi không bao giờ người ta hỏi thế cả. Mà người ta hỏi là có khác biệt hay có như nhau hay không. Thì với câu hỏi đấy chúng ta buộc phải đọc được cả kết quả tỷ lệ bao nhiêu. Và buộc phải kết luận là như nhau hay khác nhau ạ. Vâng. Thế còn làm nhanh cũng đúng. Sau khi anh lọc ra giới nữ này, ra chỗ này là select giới bằng 2 đúng không ạ? Em hát đem xe nhanh vẫn phải không phân loại. Dạ vâng. Vẫn phải phân loại. Dạ vâng. Vâng đúng không? Còn chỉ có cái điều cuối là frequency đối với cả biến glucose. Đúng rồi. Glucose nó ra cái bảng mình nhìn vào đấy thôi thầy ạ. Đấy, xem tỷ lệ công dồn đấy. Đây cũng là một cách rất hay đấy ạ. Dạ. Vâng. Nó như nhau thôi thầy, em vừa xem. Vâng vâng. Dạ vâng. Làm hoàn toàn đúng mà. Có rất nhiều cách đi. Nhưng mà tôi chỉ nói là đây là cái câu hỏi để các anh chị luyện dần nên là nó không là cái câu lồng. Nhưng nếu như người ta hỏi có như nhau không thì ngoài phải cho biết tỷ lệ thì chúng ta còn phải vâng là có như nhau hay khác nhau nữa, căn cứ theo P nữa. Đúng không ạ? Yeah. Và đối với câu B của bài 4 này, của bài 3.5 phần 4 ấy, câu B thì chúng ta là có 3 mức đúng không ạ? Nhỏ hơn 6,4, từ 6,4 đến 10 và trên 10. Yeah, vâng. Đúng không? Nhưng mà câu 1 với câu 2 lại chỉ có 2 mức thôi. Chúng ta làm một lần cũng được, nhưng mà để ra được kết quả của ba câu cũng được. Nếu chỉ làm riêng câu C thì chúng ta chỉ làm bảng 22 thì lấy giá trị P nó khác với bảng 23. Các anh chị có hình dung được không ạ? Vâng. Làm bảng 22 giá trị P sẽ khác với bảng 23, nó khác cả diện kiểm định. Có thể là khi bình phương cũng có thể là Fisher-Hack-Test đúng không? Và nó chỉ khác nhau một tí thôi thì là nếu mình điền kết quả vào máy nó chấm là mình đã sai rồi. Vâng. Bây giờ tôi xin phép mời chị. Mời chị Đỗ Tuyết chuẩn đoán hình ảnh ạ. Mời chị Đỗ Tuyết chuẩn đoán hình ảnh làm cho tôi bài 3.5 câu A. Em chào thầy ạ. Dạ vâng, chào chị.
Em làm cho tôi bài 3.5 câu A, share lên cho cả lớp cùng nhìn. À, dạ vâng ạ. Đây, vừa xong anh nào tôi về, tôi xin lỗi tôi chưa kịp nhìn tên, nhưng đây bạn đi nói làm câu sau nhàn không? Dạ. Đúng không? Vì có thân chung làm câu sau nhàn. Dạ vâng ạ. Vâng. Nó mở ra cho ta một cách làm mới đấy. Dạ vâng ạ. Bài 3.5 câu A là một file đái tháo đường tính N trung bình độ lệch chuẩn min max lượng HbA1c phần trăm của những bệnh nhân có tiền sử gia đình mắc đái tháo đường. Cái phần này em làm lâu lâu rồi, xong rồi bây giờ em cũng quên rồi thầy ạ. Quên thì làm lại, share lên cho cả nhà cùng làm. Làm lâu thì suốt thế này chị đang làm gì? Đang à, em giờ làm, tập cơ mà. Và... em làm bài 5 thầy ạ. Vâng, chị làm đi. Bài 3.5 câu A tôi đã làm qua được rồi, làm lại nhanh thôi mà. Dạ. Thầy em làm đến đây em quên mất rồi thầy ạ. Ồ, tôi đang bảo chị làm, chị bảo làm quên mất rồi thì làm sao? Nếu mà làm đây quên thì bây giờ dở sách ra. Tôi sẽ để cho chị 5 phút để chị có thể làm được, chứ trả lời làm đến đây quên mất rồi. Câu hỏi đây có phải làm như chị đang làm đâu. Chị nhìn kỹ câu hỏi của người ta. Vâng. Chị đọc kỹ nhá, trang 59. Vâng ạ, em đang mở sách đây ạ. Chết. Em thưa thầy là 3.5 không có phần A, phần 5 đúng không ạ? 3.5.5 đúng không ạ? 5 nhỏ đúng không ạ? Dạ vâng. Bài 3.5 phần 5 nhỏ. Thì làm giúp tôi câu A chứ ạ. Dạ vâng. Nghiên cứu những bệnh nhân có chỉ số HDL và LDL đấy ạ. Câu hỏi A là tỷ lệ bệnh nhân có chỉ số HbA1c dưới 7%.
Lọc như này là còn bao nhiêu biến nữa rồi? Thưa thầy, là phần này
em chưa nắm được này ạ. Chết. Bảo làm lâu rồi những cái câu này nó rất dễ chứ nó có khó đâu. So sánh tỷ lệ, một là phải sử dụng bảng 22, hai là giống như ban nãy bạn nói đấy, đó là chúng ta sử dụng cái frequency, sử dụng tỷ lệ cộng dồn cũng ra mà. Sau khi lọc xong thì dùng tỷ lệ cộng dồn. Dạ thưa thầy, vừa nãy là em vào cái phần CNK để em lọc những cái bệnh nhân có chỉ số HDL nó 0,9 và LDL nhỏ hơn bằng 0,4. Chị cứ làm đi, chị cứ làm. Vâng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được nên là thôi cố gắng chú làm nhanh một chút nữa. Dạ thì đến cái phần này rồi thì em cũng chưa hình dung ra được các bước tiếp theo đấy ạ. Trả lời thế nghĩa là chả học gì cả. Câu hỏi của tôi là gì ạ? À câu hỏi trong không phải của tôi mà đề bài yêu cầu là gì ạ? Tỷ lệ bệnh nhân có chỉ số HbA1c dưới 7%. Dạ. Rồi chị tính đấy, HbA1c dưới 7 đấy, chị ok đi. Sau khi chị lọc, chị vậy ban nãy chị lọc sai hết rồi, nó xóa sạch rồi đâu. Nào chờ hủy lọc đi sau làm lại lọc cho tôi xem nào. Hủy lọc. Ôn cây nào. Người ta bảo là bệnh nhân có chỉ số HDL lớn hơn 0,9 và lớn hơn 3. Thì tôi nhớ hình như chị cho lớn hơn 9 thì lấy đâu ra. Chị có nhìn chị vào trong cái clip đi ạ. Đề bài người ta bảo lớn hơn 0,9 mà. Lớn hơn bằng 0,9. Vâng. Và nhỏ hơn bằng 3,4. Rồi. Ok đi. Rồi chị thực hiện lại lệnh frequency xem nào. Đây, hạn B1C đây. Vâng, ok đi ạ. Rồi người ta bảo lớn hơn 7, người ta bảo dưới 7 đúng không? Phóng 7 sang nào. Dưới 7 tức là từ 6,9 trở xuống. Bao nhiêu phần trăm ạ? 45,5% ạ. Dạ vâng. Vậy chị biết cách chưa ạ? Dạ. Đây là cách bên đấy mà anh bảo. Chứ còn một cách nữa là ta sử dụng bảng 22. Nếu sử dụng bảng 22 thì chị phải làm thêm một bước nữa. Chị phải làm thêm bước nữa, đó là chúng ta phải lọc cái HbA1c thành hai nhóm lớn 7 và nhỏ hơn 7. Nhưng mà cách đang làm mà như ban nãy tôi cho rằng đây là với câu hỏi như ở trong sách đây là nhanh nhất. Vâng ạ. Vâng, tôi cảm ơn chị. Để tôi chị out ra đi ạ. Để tôi nhờ kiểm tra người khác nào. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Mời chị Nguyễn Loan ạ. Chẩn đoán hình ảnh. Làm cho tôi bài 3.6 câu A. 3.6 1A. Dạ vâng ạ. Vâng. Thank you.
3.6 câu A. Nghiên cứu chỉ số SGOT, SGPT, bilirubin của những bệnh nhân nữ giới. Hãy tính. Đầu tiên em sẽ lọc bệnh nhân nữ giới trước. Chị cứ làm đi ạ. Cả tất cả cũng sẽ nhìn và sẽ tôi cũng theo dõi được. Hãy tính N ở trung bình độ lệch các chỉ số SGOT, SGPT. Đừng nói nghiên cứu. Dạ vâng, chị cứ nói đi. Em ra cái bảng này đúng chưa? Đúng. N của SGOT là 24 ạ. Trung bình là 49,44 ạ. Độ lệch là 25,22. Min là 0. Max là 103. Đưa ra bảng số, đưa ra phần số liệu không nào? Đưa ra phần số liệu. Tổng số có 24 bệnh nhân. Có lọc gì không ạ? Không, em có lọc đây là bệnh kết nhân. Quả, đây là phần view. Cho tôi xem phần số liệu ạ. Số liệu. Vào cái phần, sang cái tab số liệu ấy. Rồi đúng ạ. Ở đây vì lọc ra những bệnh nhân nữ thôi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thì những bệnh nhân nam gạch hết rồi đây. Em select nữ trước này. Nữ giới trong viêm gan có 24 thôi à? Vâng. Vâng, được rồi. Cảm ơn chị ạ. Vâng, để tôi hỏi người khác. Vâng, chị out đi ạ. Dạ vâng, em chào thầy. Vâng, chào chị. Nào, xin mời chị Hồ Hương ạ. Làm tôi câu B, bài 361. Biến SGOT, SGPT, phân loại bilirubin toàn phần bilirubin của nhóm nghiên cứu có tuân theo quy luật chuẩn không? Vì sao? Chị Hồ Hương ạ. Vâng ạ.
Thầy em trả lời là diễn biến SGOT thì nó không theo quy luật chuẩn ạ. Đó, nhưng mà chị phải chiếu lên cho mọi người nhìn chứ. Thầy thấy chưa ạ? Dạ vâng. SGOT có tuân theo quy luật chuẩn không ạ? Không ạ. Thì, lý do ạ? Thứ nhất là thì dựa vào biểu đồ thì nó lệch phải ạ. Vâng. Hơi lệch phải. Vâng. Tiếp theo là đâu có phải một biến đâu, chị cứ nói đi, tôi vẫn nghe mà. Chị cứ nói bình thường để những cái gì mình nhận được để cho cả lớp cùng xem nữa. Vâng ạ, để em xem lại vì nhiều mục quá em quên mất. Các giá trị trung dựa vào các giá trị trung bình, trung vị. Sai quá. Có mấy, hôm trước tôi hướng dẫn với anh chị là có mấy yếu tố để... Có 5 ạ. Thì dựa vào các giá trị trung bình, trung vị hay là giá trị mốt có bằng nhau không? Có gần bằng nhau không? Vâng, có xấp xỉ như nhau không? Vâng. Với các giá trị skill unit hay là kutosit có nhỏ, vâng, có gần bằng không? Đây ví dụ là giá trị trung vị của SGOT là 47 hạn, đúng không? Vâng ạ. Đúng không? 47, 50% mà chị kéo lên thử trung bình đúng không? Bao nhiêu? Trung bình đây là 49 ạ. Vâng. Trung vị là 47. Vâng, thế là coi như trung vị thì rõ ràng 47 rồi. Giá trị hay gặp nào? Giá trị hay gặp mốt. Chưa thấy bỏ mà đưa mốt ra đúng không? Vâng ạ, em chưa tích vào ấy. Vâng, đấy. Thế nên là cái đấy là mình sẽ phải tập dần, thói quen. Vâng ạ. Có phải nào, là... SGOT thử xem các biến dưới xem nào. Biến dưới ạ. Đây, SGPT. Đây là SGPT đúng không? Ừ. Xem cái biểu đồ nào. Biểu đồ của đây ạ. SGPT thì rõ lệch phải rồi. SGOT là tương đối chuẩn đúng không? Tương đối thôi. Vẫn lệch một chút 47 mà cái kia nó 45 hay 49 nó lệch đi một tí, kéo xuống dưới nữa. Bilubin toàn phần đó. Cái này lệch phải. Ba thằng lệch phải đúng không ạ? Thành phần bilirubin. Vâng. Cái câu hỏi này nó không khó, nhưng đòi hỏi là chúng ta phải nhớ được 5 cái yếu tố đấy để xem mình chọn cái nào cho nó phù hợp nhất. Chị hình dung đúng không ạ? Có ạ. Vâng. Rồi tôi cảm ơn chị. Chị thoát điện để tôi hỏi tiếp. Vâng ạ. À,
Mời anh Triệu viết đạt ạ. Làm giúp cho tôi câu C bài 3.6, 1 ý 1 bài 3.6. Dạ vâng ạ. Ý 1 bài 3.6 của thầy. Và chính xác. Thầy nhìn thấy màn hình của em. Tôi chưa thấy màn hình ạ. Anh share lên đi. Anh phải xây cả cơ chứ anh chọn một cái đấy sợ là mọi người cứ làm vậy mà. Để ý một là nghiên cứu chỉ số SGOT, SGPT, pin toàn phần và pin trực tiếp của những bệnh nhân nữ giới. Nhất là lọc ra những bệnh nhân nữ giới ạ. Cái câu hỏi là tỷ lệ bệnh nhân có chỉ số SGOT nhỏ hơn bằng 3.7 của nhóm nghiên cứu mà. À, ý C hả thầy? Vâng, ý B vừa có người làm rồi, trời. Vâng. Tỷ lệ bệnh nhân chỉ số SGOT bằng 3.7. Em thầy là tỷ lệ bệnh nhân có chỉ số SGOT nhỏ hơn hoặc bằng 37 của nhóm nghiên cứu là 33,3%. Nhỏ hơn 37 của SGOT có bao nhiêu bệnh nhân? Em thầy là có 24 bệnh nhân. Anh làm lại xem đúng đấy, của nhóm nghiên cứu mà sao chỉ có 24 bệnh nhân?
Vâng, của nhóm nữ lúc đầu. Chính xác là phải nhóm nữ có 24 bệnh nhân. Nếu như chúng ta nhìn ở đây thì sẽ thấy một trường hợp SGOT bằng 0,0. Theo nguyên tắc là cái này chúng ta cũng phải lọc bớt ra đúng không? Vâng. Có nghĩa là khi anh chị làm ấy, nếu như đi thi gặp phải trường hợp này thì nó phải nhỏ hơn bằng 37 nhưng phải lớn hơn 0 nữa. Vâng. Tại vì những trường hợp bằng 0 hay những trường hợp như kia nó sẽ gọi là missing. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng, rồi, cảm ơn anh. Để tôi hỏi người khác. Dạ vâng, anh Ao đi. Từ từ bạn. Em đang hỏi với chú bạn, bạn kết quả của bạn lúc đấy ạ. Cái mà SGOT nó hiện lên không có, nó chỉ có 38 thôi, sao mà ta tính phần trăm cộng dồn được ạ? 38 làm sao không tính phần trăm cộng dồn được anh? Tại vì đây ta lọc ra chỉ có bệnh nhân nữ. Thế là cái số đây nó mới ít như vậy. Còn tổng số nếu như phai viêm gan này hay đáy thao đường, phai viêm gan này tận 105 cơ mà. À, em hiểu ý bạn đấy. Có nghĩa là trong cái số liệu nó có từ 36 đến 38 luôn, nó không bỏ qua số 37 ở giữa. Vâng, nó không có cái giá trị 37. À thì người ta bảo nhỏ hơn mà. Người ta lấy cái ngưỡng 37, người ta bảo nhỏ hơn việc đó. Tức là ở đoạn giữa làm gì có con số nằm giữa đâu ạ. Nên khi mình đưa ra một cái mốc, ví dụ giá trị 37, thì là chúng ta sẽ tính những thằng nhỏ hơn 37 nên lấy phần trăm ở chỗ đó ạ. Được chưa ạ? Vâng. Vâng. Mời anh Phạm Tuấn Anh ạ. Anh làm cho tôi câu E bài 36.1 ạ. Dạ, thưa thầy. Em lại dùng iPad, máy em lại không lấy được. Không lấy được cái lần nào. À, thế nhá, bây giờ anh tự làm trên iPad. Mà iPad làm sao anh cài được FPS ấy? Anh có cài được FPS không? Em là dùng cả máy tính cả iPad. À vâng, thế bây giờ anh làm trên iPad và anh nhắn lên cho tôi xem kết quả anh làm bao nhiêu nhá. Làm trên máy thì ạ. Vâng, anh làm cho tôi câu E. Và bây giờ để tôi mời người khác. Anh nhắn cho tôi kết quả bằng bao nhiêu. À, xong em chat với thầy ạ. Vâng. Mời chị Nguyễn Lan Phương ạ. Chị làm giúp tôi câu F. Mời chị Nguyễn Lan Phương. Vâng. À, em đây ạ. Thầy ơi, chị em làm đang giúp tôi câu F bài 36. Em đang học giao ban một tí nữa em trả lời lại sau được không ạ? Bây giờ đang làm để tí trả lời sau thì sẽ giao ban. Em đang ở giao ban bệnh viện ạ. Viện nào ấy chị? Em bệnh viện ca. Viện ca anh Quảng cho giao ban giờ này à? Không vâng, ạ. Để tôi sẽ hỏi lại anh Quảng. Giao ban ở khoa là có ạ. Cái giờ giao ban không? Tôi có thể rút điện thoại gọi luôn bây giờ được. Vâng, vâng ạ, vâng ạ. Vâng. Thế nhưng mà các anh chị đi học khó nghe khó lắm ạ. Vâng. Hôm nay là bọn em học đảng ạ. Dạ vâng, cái việc đấy là tổng kết vâng, cuối năm em, thì đơn vị nào cũng có. Vâng. Em nhưng mà chị nói như thế là khó nghe lắm ạ. Vâng. Mà tôi mời anh Lê Thế Thành ạ. Dạ vâng, thầy đợi tí em đang xem màn hình. Anh làm cho tôi bài 3.1 câu F. Tất cả những anh chị nợ hay ấy nhá, đến khi thi là tôi sẽ không nhân nhượng gì cả đâu. Vì cái việc học này là thứ nhất là của anh chị và tôi cũng đã rất thoải mái tính rồi. Anh đọc xong thì anh xem màn hình của anh lên. Vâng. Vâng, thầy chào em tí ạ.
Em thưa thầy là đầu tiên là cũng lọc ra bệnh nhân nữ giới trước ạ. Vâng, anh cứ làm bình thường, cứ làm đi, tất cả mọi người sẽ nhìn được và tôi cũng nhìn được. Okay. Em chưa à, em xe à, em lọc rồi. Anh chị cứ kệ anh ấy đừng nhắc. Vâng. Alo ạ. Alo thầy ạ, em ơi, em trả lời cái, vâng, em trả lời cái đáp án của em thì là cái nhóm nghiên cứu em tìm ra được là 10,8% ạ. Của cái COT ban nãy tôi vừa giao đấy đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng. Còn anh làm câu ép làm được chưa ạ? Dạ đây em đang làm ạ. Tây thảo ạ. Ờ. Nếu mà
thầy tỷ lệ của nhóm và tỷ lệ bệnh nhân có chỉ số tỷ lệ của câu F ạ, thì là 2,7. Tôi cảm đây. Giác có 2,7 thôi à, lọc riêng bên nữ. Nhưng mà của anh cho tôi xem lại cái phân loại nào. Cái phân loại cho tôi xem lại cái phân loại. Hai cái nổ vào một cái cắt nước ngoài. Là em phân loại một cái nhóm ở giữa đấy là một, còn lại em cho là hai ạ. Không, tất nhiên rồi, nhưng mà tôi đang muốn xem lại cái chỗ transform kia kìa. Record into different ấy. Transform nào? Không, anh cứ kích vào transform đi. Record into different variable. Đây ạ. Vâng, vào cái ON new value nào. Đây. Anh từ 43, 4.3 đến 50. Dạ vâng ạ. Đúng không? Vâng. Thế còn L, cái còn lại. Thế nhớ ấy. Thế rồi cũng thế cũng tạm thời rồi, từ 43 đến 50. Anh làm sau khi anh lọc hay trước khi anh lọc? Em làm sau khi lọc nữ xong thì em mới làm ạ. Dạ vâng, vâng, thế được rồi. Em ơi thầy, em hỏi một chút ạ. Dạ vâng, cái chị. Cái phần mà bạn cho lại cái over value của virus ạ. Thì là từ 4,3 cho đến 50. Nhưng mà theo bài thì là phải nhỏ hơn hẳn 4,3 và lớn hơn hoặc bằng 50 ạ. Vâng. Đấy, từ ăn. Anh quay lại cái O and New Value nào. Chị đưa ra ý kiến rất hay ạ. Từ 43 đến 50 nào, anh kích hẳn vào cái 43, 50 cho tôi. Kích vào chỗ 43, 50. Vâng. Đấy. Anh đang cho là gì ạ? Từ 43 đến 50, như cái chỗ của anh là đang dính phải cái bằng ở chỗ đấy đúng không? Thế thì em phải lọc cái nhỏ hơn trước. Không. Nào, từ 43 đến nhỏ hơn bằng 50. Cái 43 thì để sửa được cái việc này thì chúng ta có thể cho nó là 4,299. Hiểu ý tôi nói không ạ? À, dạ vâng. Vâng, tức là vì nó có thập phân đằng sau dấu phẩy nên ta cho hai số nữa. Để nếu như nó có kéo dài thì nó hiểu là cái giá trị này là làm sao ạ? À không phải 4,299 mà lớn hơn chứ, tôi nhầm. Nó phải là 4,301. Đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Lớn hơn 4,3 mà. Nó phải là 4,3001 rồi, chính xác. Đấy. Trên nào, trên. Rồi anh gỡ kia đi cũng được. Vâng. Thì tức là để cho nó lớn hơn một chút đúng không ạ? Đằng sau nó phải. Vâng, với anh làm lại thử xem cái tỷ lệ nó có chênh không. À, quên lên đảo em. Yeah. Nhớ vụ cao tên không? Có không? Dạ, em thấy thầy là vẫn thế ạ. Tiền ạ? Vâng, vâng, rồi, thì cảm ơn anh thầy. Cho ai đấy, nộp cho ai? Để tôi hỏi anh chị khác. Dạ vâng, em thoát màn hình. Nào, tôi sang... gì vậy anh gì nhỉ? Stop đi ạ, stop xe đi. Vâng, dạ rồi, mời anh Nguyễn Hữu Mạnh ạ. Anh Mạnh con không ạ? Dạ có. Anh làm cho tôi câu A bài 2, 3.6. Câu A bài 2 ạ? Vâng, câu A bài 2, 3.6. Dạ vâng ạ.
tính n trung bình lên max ạ. Chờ em một chút ạ, em đang xem lại. Yeah.